5 cầu thủ sở hữu thu nhập cao nhất thế giới năm 2020. Tạp chí Forbes mới đây đã thống kê, dựa trên thu nhập từ nhà tài trợ và lương của các vận động viên có thu nhập cao nhất năm 2020, cùng Phủi Điện Biên, điểm mặt top 5 cầu thủ có tên trong danh sách do Forbes thống kê. Đây cũng chính là 5 cầu thủ sở hữu thu nhập cao nhất thế giới bóng đá hiện tại. Cristiano Ronaldo 105 triệu đô la Mỹ. Ronaldo không có đối thủ ở danh sách cầu thủ sở hữu thu nhập cao nhất năm 2020. Tiền đạo người Bồ Đào Nha có mức thù lao đến từ nhà tài trợ là 40 triệu đô la Mỹ, còn mức lương ở Juventus Anh đang hưởng lên đến 65 triệu đô la Mỹ. Lionel Messi 104 triệu đô la Mỹ. Lionel Messi nhỉnh hơn Ronaldo về mức lương là 72 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, về mặt đại diện cho thương hiệu, tiền đạo của Barcelona kém hơn đến gần 10 triệu euros. Messi thu về 32 triệu euros từ tiền tài trợ và quảng cáo. Neymar 95,2 triệu đô la Mỹ. Cả Messi và Ronaldo đều không thể so bì với Neymar khi nói về mức lương trong bóng đá. Tiền đạo người Brazil bỏ túi đến 75,5 triệu đô la Mỹ trên năm ở PSG, còn những hợp đồng như Nike hay Red Bull đã mang về cho Neymar 20 triệu đô la Mỹ. Mohamed Salah 35,1 triệu đô la Mỹ. Với 23,1 triệu đô la Mỹ, Salah có thể không so nổi với các đồng nghiệp ở trên, nhưng anh lại không có đối thủ ở ngoại hạng Anh. Tiền đạo người Ai Cập là ngôi sao lương cao nhất ở Liverpool và cả giải bóng đá xứ sương mù. Ngoài ra, hợp đồng quảng cáo đã mang về cho Salah 12 triệu đô la Mỹ. Kylian Mbappe 33,8 triệu đô la Mỹ. Chỉ với 20,8 triệu đô la Mỹ một năm, Mbappe nhận số tiền lương ở PSG bằng gần 1/4 những gì mà đồng nghiệp ở câu lạc bộ này là Neymar đang hưởng. Số tiền còn lại đến từ các hợp đồng tài trợ và quảng cáo, giúp anh lọt vào top 5 cầu thủ bóng đá có nguồn thu nhập khủng nhất thế giới trong năm 2020.